cái cây hoa trạng nguyên này á thì nó nở hoa thường thường là vào cuối năm á, là nó nở rộ luôn đó các bạn. Rồi xong rồi cứ qua một năm á thì người ta đốn ngắn đi á các bạn, rồi nó lại chồi lại, thì cứ mỗi một năm là vào dịp cuối năm là nó nở rộ hoa luôn đó các bạn. Cái hoa của nó là cái lá ngọn á, cái lá ngọn lúc mà ở đầu cành á, rồi nó chuyển sang cái màu đỏ các bạn ha. Đỏ rực luôn cả một cái cây luôn đó các bạn ha. Nhìn nó đung đưa trước gió này thiệt đẹp này.